Vâng, em MC Bình Định xin chào tất cả các bác nha. Ở mọi miền Tổ quốc có chung niềm đam mê là nghe nhạc cũng như là sưu tầm những sản phẩm hàng xịn chất lượng. Thì trước mắt các bác là hai cặp loa em đã quay video trước rồi. Hai cặp loa này thì em đang bán giá rất là tốt cho các bác là 20 triệu nha. Tầm 20 triệu không có cặp loa nào mà nghi qua những cặp loa này, đó là 4311 đời cũ Anico. Nếu các bác nào sành chơi, các bác ở ngoài Bắc thường sưu tầm kiếm những cái model này chơi. Tại nó trước cho các bác là 4311 có rất nhiều. Nó có đời 4311B cũng như là các bác có thể nghĩ cứ so sánh như tưởng tượng nó là 4343 và 4343B. Thì các biết 4343 là nó dùng của Anico, còn 4343B là nó số cỡ từ Frick nó rỉ hơn rất là nhiều và âm thanh nó cũng không bằng của 4343. Và 4311 nó cũng vậy, nó cũng hai đời như thế, 4311 và 4311B. Còn B nó luôn rỉ hơn, còn B nó tầm 18 hoặc là 17 năm có chỗ tì, chỗ bán cũng như tì được hàng về. Em về được tổng số lượng là 3 cặp 4311. Thì hiện tại nó về được hai cặp. Cặp nào em cũng để giá 20 mà cặp nào nó cũng có đồ đẹp, thế nó như là mỗi cái nó có mỗi đồ đẹp, mình không thể cái nào mà đẹp hơn cái nào. Nhưng mà thùng quách là ok, tại có mỗi cái cặp thì lợt, cặp thì đậm, chứ không phải là cái thùng nó bể hay là thùng nữa, không có nha. Lo em tuyển rất là kỹ, tất cả là sắc sảo, các bác vừa nghe vừa nhìn. Hàng tới tay các bác kiểm tra hàng ok, trước khi đi em đã qua chi tiết hết, có yên tâm về điều đó. Video này là em mới chở cái mic, đây là mic từ hãng đấu giá eBay về, thì có một bộ là nguyên hộp nha, bộ nguyên hộp này đấy, em bỏ nó ra nha. Bộ nguyên hộp, một hộp nó là hai hộp như thế này, là hai đầu mic, hai tai mic, nói chung là hai bộ nó nằm trong một cái hộp như thế này để dùng cho một gia đình, hai tai mic hai đầu luôn nha. Này thì giá tí nữa em báo sale rồi tụi em xui cái mấy cái này nó không có hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Vẫn giá là 8.300.000. Cái đây là cái bị đựng cái chai nước khô à. Cái này là em mua cho cục vàng của em, người yêu của em á, mua bên Mỹ về nha các bác. Này, con đây ô mua cho con người yêu á. Đấy. Bác nào cần nước khô mua tặng vợ hay là tặng cho ai đó thì cứ liên hệ cho em. Mua bên Mỹ thì chấp nhận có 10-15 ngàn mới. Đây. Đây, những bộ xua nha. Tai mic. Này, tai mic luôn. Những con này đấu giá bay về đây. Tai mic. Là những dây nguồn. Thì em báo giá nha. Vẫn là 8.300.000 một bộ nha các bác. Đấy, 8.300.000. Đây là dây nguồn, là nguồn của theo máy Mexico nha. Đây là những bộ mà đấu giá eBay về, nó nguyên phụ kiện luôn nha. Đấy. Đặc biệt những cái sản phẩm mà eBay về là nó chạy đa nguồn điện nha, cái cục nguồn chạy đa nguồn điện nha. Các bác cắm 100V hay là 220 cũng được. Đấy, mắc in Mexico luôn nha. Từ Mỹ về hết nha. Đấy, 1 2 3. 3 này, 4 5, 5 bộ rời này. 5 bộ rời. 5 cái đầu. Những cái bộ này thì các bác hát rất là hay, sướng đấy, tiếng nó trong và chuẩn, trung thực nhất. Nên nó hay chuyên dụng trong những show lớn cũng như là ca sĩ hai ngoại, người ta dùng những mic này để hát cho nó một cái nó chuẩn hơn. Thì nó đắt tiền nhưng mà nó sắc ra miếng nha các bác. Các bác nên mua những bộ mic bình thường kia thì nó Trung Quốc, thì tất cả mic mới Trung Quốc thì nó tầm 4-5 triệu rồi. Các bác thêm 3-4 triệu vào bác mua lấy một bộ để xài gia đình cho nó sướng, một lần hát cho nó sướng. Vậy nha. Hỏi ít hú hí, hỏi hú nói chung hát sướng lắm. Tiếng trong. Trung thật, cầm cái mic nó rất là đẳng cấp chứ không có mic to đùng như là những cái sản phẩm Trung Quốc bây giờ. Cầm cái mic thấy là chắc là hay là ai con beta nè. Để em khui ra nha các bác. Vâng, MC Bình Định xin chào tất cả các bác nha. Thì video này em làm video
mở ruột ra cái con BMA 940V, thì các bác cùng xem. Thì cái model này rất là nổi tiếng của Denon, là một model đình đám mà làm nên thương hiệu Denon ở Việt Nam mình cũng như ở nước ngoài. 940V rồi 940V, xin lỗi em, nó có hai model 940 chân và 940V. Con V là phiên bản cải tiến về âm sắc cũng như là công suất lực đánh nó rất là nhiều so với con 940V, 940 trơn. Con 940 trơn thì nó rất là yếu. Các bác nghe thấy nó cảm giác nó yếu, nhưng mà lên 940V âm sắc được cải tiến rất là hay. Nó đánh được loa Nhật, loa Mỹ, loa Âu, BBK hoặc là những dòng loa Calip vân vân, và những dòng loa Ribe. Con 940V đánh Ribe rất là tốt nha. Và đặc biệt các bác Việt Nam mình hay chơi vào loa bô, loa bốt đấy. Đánh được hai cầu loa AB hoặc A+B, đánh được hai cặp và các bác có thể tích hợp hát karaoke. Vì về nghe nhạc thì con 940V đánh lobo rất là hay nha, có lô nét, và các bác có thể dùng nó để chơi vào những cặp loa cây của châu Âu hoặc là của Mỹ, RB. Dòng 940V này nó đánh RB hoặc là dòng châu loa cây rất là tốt, tại vì sao, nó có lô nét. Khi các bác muốn thích thương hiệu Denon thì các bác chơi những, muốn đánh lo Mỹ thì các bác chơi những cái model như thế này là đánh được lo Mỹ, chứ không phải là các bác dùng những con đời mà 2000 rồi 2000 SI hay là mã 2000 trơn rồi quánh Ribe không được đâu nha. Nó không có lo nét, rất là khó đánh, nhưng dòng đó chỉ đánh được lo cây thôi. Ở đây là mặt mũi của con 940V, hàng tuyến chọn cực kỳ đẹp, đồ đẹp khoảng là 95%, nói chung mới có cảnh thiếu thùng sốt thôi. Đấy, các bác có thể xem. Thì giá em bán con này là 16 triệu nha các bác, 16 triệu. Âm thanh thì hay hơn 890D và 890DG. Và lý do tại sao nó lại rỉ hơn là lý do là nó không có cái phần mà làm DA đó, làm DAC. Thật sự là lúc trước cái con, những con 890D và 890DG nó rỉ hơn con này rất là nhiều. Lý do từ khi phong trào chơi nhạc mạng á, là những con đó được thổi giá lên, thì thật sự âm về âm sắc nghe nhạc thì thua xa con 940V. Rất là mới nha. Và đây là phía sau của con Amply, cỡ cá là 4-16 ohm, made in Japan, điện 100V, công suất 205W, rất là khỏe nha các bác. Công suất này thì đánh thoải mái những cặp loa Boss 30 vân vân, hay là những cổng tín hiệu kết nối có cổng út, tín hiệu út riêng ra này, chúng ta dùng chơi loa sub hay là những trạm loa. Sau đây em sẽ mở bên trong để các bác cùng xem nha. Vâng, đây là ruột gan của con 940V, sở hữu là 4 tụ lục nguồn và cái rời ly. Đây là phần nguồn của nó, nguồn còn ký hiệu luôn nha, đầy đủ nha. Đấy. À, các bác không thấy sò đâu, sò nằm phía dưới nha. Thì sau đây sẽ mở phía dưới cho các bác cùng xem. Đây là đặc trưng của cái tăng phô của đời nông nha các bác. Nó phủ một, nó dính một cái lớp gì đen thui này, mệt nâu nâu chứ không phải là rác đâu nha, nó mệt nâu nâu. Vâng, đây là phía dưới mạch của con 940V hàng bãi nha các bác. Bác lưu ý cho em, đây là những sản phẩm hàng bãi, tuyển chọn đồ đẹp xuất sắc nha. Thì giá nó 16 triệu, 4 con sò xanh Ken, 2 vít dòng lớn mã 2911, 2921 và 1215. Đấy, những con sò này công suất lực đánh nó rất là mạnh nha. Công suất đánh nó maximum lên tới 200W một kênh nha các bác. Nên rất là khủy luôn. Nên các bác đánh thoải mái như dòng loa bắt 30 không? Hai cặp thoải mái và vị và âm thanh rất là hay. Bác nào yêu thì alo cho em, giá 16 triệu nha các bác, bao ship toàn quốc cho các bác. Vâng, tiếp tục đó là một con Sansui 7070, em tiếp tục que giới thiệu cho các bác. Đây là con hàng mới về nha các bác, chứ không phải là những con em que đã quay lại đâu. Mấy con que em bán hết rồi, còn cách đây que 2 ngày cũng cho lên đường chiều hôm qua rồi. Con này là con vừa về như chiều tối rồi các bác. Nói chung là đẹp xuất sắc. Thì giá thì các bác khỏi lăn tăn về giá, bên em cân đối giá rất tốt cho các bác nha. Vẫn giá cũ là 19 triệu nha. Con này sừng vàng nha các bác. Vàng trắng thì vẫn bán một giá thôi, cơ bản là đúng là hàng bãi, hàng đấu giá bay từ bên Mỹ về cho các bác, chứ không phải là hàng bờ.
bên em làm là cho các bác chắc ăn, khi các bác đúng mua đúng chất hàng bãi về các bác dùng, và đồ đẹp cũng như là đồ zin, và giá cả nó phải hợp lý chứ không phải là cứ đẹp là nâng giá lên bán thôi nha. Tùy lúc, có lúc thì nhập lên vài trăm thì em sẽ báo giá cho các bác, nó sẽ cao lên vài trăm là lý do là nhập hàng hay là cái đơn vị vận chuyển gì đó nó có cao lên tí, nhưng nó vẫn, nếu bình ổn giá thì nó vẫn giá như thế, dù nó có đẹp hơn chút đỉnh gì nó cũng vậy thôi, chứ không phải vì đẹp mà làm giá lên bán nó mất hay. Đây là con về series, chúc em đọc cho các bác luôn, series là 2370 nha, 2370. Đây rất là đẹp nha, vỏ gỗ liền lạc. Đây cái phay nó vẫn còn trắng nha, rất là đẹp nha, núng núp rồi sáng tròn nha các bác. Dòng này chạy 4 nguồn điện, tích hợp chỉnh bát mic chép, chạy hai cầu loa AB hoặc A cộng B. Công suất là khi em nó chạy bình thường là 265W, maximum là 400W nha. Nó là thông số kỹ thuật của con 7070. Maximum là 400W nên các bác đánh thoải mái những dòng loa. Nghe nhạc, nếu loa nghe nhạc thì em nó đánh loa nào cũng được. Và có hai đồng hồ vô trên giữa rất là đẹp, khi lên đèn thì cái vùng này nó sáng rất là tinh tế nha, vô điện. Sau đây em quay phía sau rồi quay luôn bên ruột để các bác cùng xem. Đấy, thì mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại này. Đây là cái cổ đóng hàng của em, chiều rồi đóng hàng. Em quay xong video đây là cỡ 4:30-5 giờ em đóng hàng. Hàng thì ngày nào cũng lên đường cho các bác, trừ thứ chủ nhật thôi nha. Chủ nhật thì Viettel người ta không làm việc nên em không đóng hàng. Thường chủ nhật thì nó lại sang qua thứ hai. Thì phía sau nó gồm trạm loa và kết nối, thì tất cả còn nguyên vẹn nha, không bể hay là không hư gì nha. Trạm loa hay là cái phần công suất này, cái phần công suất để có thấy đồ đẹp đó nha. Hay là cái chỗ chuyên điện nha, hay là trạm loa. Thì tổng thể thì con này rất là đẹp nha. Đây. Series là 2370 nha các bác, 2370. Vâng, và đây là ruột gan của con 7070. Hôm nay ngày nay ngày là 27 tháng 6 nha các bác. Đấy, rất là đẹp. Bác nào sưu tầm thì alo cho em 7070 8080, thì em luôn luôn có hàng. Thì đang về hai con 9090DB đang đấu giá eBay thì đang về thôi nha các bác, chắc tầm có chục bữa nữa mới có hàng về tới Việt Nam mình. Hai con 90DB, chừng 90DB. Bác nào theo dõi kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất bên em. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian để xem cái video này. Các bác nào cần con 7070 thì alo cho em nha. Vâng, MC Bình Định xin chào tất cả các bác. Cặp loa L65 Dubai bass viết râu dài về chiều tối ngày hôm qua. Buổi tối em có test ra chất âm nó rồi. Về âm thanh thì những dòng này là rất là tuyệt vời. Cặp này là để các bác sưu tầm. Giá em cân đối là 72 triệu nha, 72 triệu. Dòng nó là dòng cân xanh nha. Cặp này về là độ đẹp thì chấm hết luôn nha các bác. Phía trước trên nó là kính và cả logo. Rất là đẹp. Sau đây em sẽ mở kênh ra để các bác chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cái bát huyết. Vâng, đây là tổng quan mặt tiền của cặp loa. Đây các bác dùng một tí nha. Rồi em sẽ đi qua chi tiết. Bát huyết râu dài. Một chiếc kim cương, một lo mic và một lỗ thông hơi, hai vi tinh chỉnh. Mã model là JBL L65 Dubai, rất là nổi tiếng, rất là dễ ghép âm ly. Đây, con này có series là 56 và 66 nha các bác. Đấy, các bác nhớ 56 và 66 series loa. Đây, về độ đẹp loa tiếng là đều nhau, loa trung đều nhau luôn nha. Các bác, đây là bát huyết nha các bác, bát huyết là bát mèo kiểu như là đỏ tím tím đấy. Bát huyết râu dài cực kỳ là mộc mạc và đẹp luôn nha. Lo trông chất kim cương,
Rồi em giờ em sẽ đi qua chi tiết cặp loa. Cạnh thùng quách thì loa này thì tuyệt vời rồi, nhưng độ đẹp là không thể chê vào đâu được. Em đi cắt cây càng. Và đây là phía cạnh. Rồi các bác có thể thấy được đồ đẹp của nó nha. Cạnh đồ rất là sắc sảo. Mèo là mèo cam nha các bác. Vân lỗ rất là đẹp. Đây, các bác có thể thấy. Cặp loa rất là đẹp nha. Quá thì nhìn kỹ cạnh nó, góc cạnh nó sắc liếm luôn nha, góc cạnh tuyệt vời. Vâng, và đây là cạnh phải của cặp loa. Đây các bác có thể thấy được độ đẹp của nó. Cặp loa L65 Dubai bát huyết lâu dài rất là đẹp, rất tuyệt vời nha. Và cuối cùng em sẽ quay cái cạnh phía sau của loa để các bác cùng xem. Vâng, đây là phía sau của cặp loa, cũng như là hậu loa nha các bác. Đấy, rất là đẹp. Trạm loa đặc trưng của dòng 65 Dubai. Đấy, đặc biệt là còn chân luôn nha các bác, còn chân luôn nhé. Cặp này rất là đáng để các bác sưu tầm. Thì giá em bán cũng cân đối 72 triệu cho phiên bản là bát huyết râu dài. Còn bát thường râu dài thì 70. Bác nào lấy cặp nào em cũng có nha. Hàng đẹp xuất sắc thì bác lấy cặp nào thì em có làm video và đã báo series hết rồi. Thì bác nào lấy cặp nào thì chốt cho em và em ship đúng cặp đó cho các bác nha. Đây các bác thể thấy được cái độ đẹp của loa. Hàng em tuyển rất là kỹ cho các bác nha. Rồi em xin phép là dừng video, hẹn các bác ở video tiếp theo. Hàng sẽ tiếp tục về cho các bác nha. Rụt gan hai con bao của cover BM900 và BM1200. Các bác thấy đồ đẹp, còn tem còn cờ đầy đủ nhé. Hai con này đều công suất 1200W nhé. Đánh lobo thì tuyệt vời rồi, khỏi phải bàn về công suất này thì đánh vô tư. Các bác thì đánh vào những cặp loa JB7 bass 40 thoải mái nha. Em nói thì đơn giản thôi, nhỏ nhắn thôi, nhưng mà lực đánh cực kỳ là khủng khiếp nha. Và tiếng rất là sạch sỉ luôn. Nó tên con nào cũng tích hợp trang bị lọc nguồn hết nha các bác, lọc nguồn hết nên tiếng rất là sạch sẽ và chi tiết. Đây mặt đều là có chữ cover 1200, dòng này là mỹ nòi nha các bác, điện 120V nha, mỹ nòi, tụ là tất cả tụ Philips. Thì giá làm con 1200 là 11.500.000, chạy 24 sò sát Motorola. Còn con BM90 là chạy 20 sò nha. Con nào cũng rất là khỏe và rất là xuất sắc nha. Mạch mèo xám nha các bác, xám đen, rất là thích hợp cho các bác grip vào những con vang. Đối với con này thì các bác đang xài lobo hay là những lập rebel BMB vân vân, lo Vega, các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, các bác chỉ cần mua một con vang tầm 2 triệu grip lên nữa là tuyệt, là chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nghe nga gia đình thoải mái. Những con này hoạt động rất là mát, nó không có nóng như những con bao khủng bình thường. Công suất như thế này rất là khủng rồi, 1200W ở 4 ôm thì các bác chơi thoải mái như nhập lobo và sạc pin Vega hoặc là Ribe Diatom. Công suất rất là dư dụ. Bác nào lấy thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Ruột gan rất là mới nha. Đấy,